Để tiếp theo chương trình, Kim Hoa xin gửi tới toàn thể các chị và các bạn bài hát Em ơi Hà Nội phố. Xin mời các chị cùng lắng nghe. Ta còn em mùi hoa sữa.
con đường vắng gì sao cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Xin được chào các chị rất là nhiều. Xin một tràng